Sách Thi Thiên chương 12. Đức Chúa Trời giải cứu khỏi kẻ gian ác. Thi Thiên của David, sáng tác cho nhạc trưởng theo dòng trầm. Đức Giê-hô-va ơi, xin cứu chúng con vì người tin kính không còn nữa. Người trung tín đã biến mất khỏi con cái loài người. Chúng dùng lời dối trá mà trò chuyện với nhau, lấy môi nói những lời vua nịnh mà lòng thì dối gạt. Đức Giê-hô-va sẽ diệt tất cả môi vua nịnh và lưỡi khoác lác của những kẻ nói rằng nhờ lưỡi mình chúng ta sẽ thắng thế. Môi chúng ta thuộc về chúng ta, ai là chủ của chúng ta? Vì người khốn cùng bị áp bức và kẻ thiếu thốn rên xiết, nên Đức Giê-hô-va phán: bây giờ ta sẽ đứng dậy, đặt họ nơi yên ổn mà họ ước mong. Lời hứa của Đức Giê-hô-va là lời thanh sạch, giống như bạc đã luyện trong lò bằng gốm, tinh luyện đến 7 lần. Lạy Đức Giê-hô-va, chính Ngài sẽ gìn giữ những người khốn cùng. Ngài luôn bảo vệ họ khỏi thế hệ này. Kẻ ác đi nghênh ngang khắp nơi khi điều đồi bại được tôn cao giữa loài người. Sách Ma-thi-ơ chương 12. Làm việc trong ngày Sa-bát. Lúc ấy, vào ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-su đi ngang qua cánh đồng lúa mì. Các môn đồ đói nên bắt đầu ngắt bông lúa mì mà ăn. Những người Pha-ri-si thấy vậy nói với Ngài: xem kìa, các môn đồ thầy làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát. Nhưng Ngài đáp: các ngươi chưa đọc về việc David đã làm khi người cùng những người đi theo bị đói sao? Người đã vào nhà Đức Chúa Trời ăn bánh cung hiến, loại bánh mà người và những kẻ đi theo không được phép ăn, chỉ dành riêng cho các thầy tế lễ. Hay là các ngươi chưa đọc trong sách luật rằng vào ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong đền thờ vi phạm luật ngày Sa-bát mà vẫn không mắc tội đó sao? Nhưng ta nói với các ngươi, tại đây có một đấng cao trọng hơn cả đền thờ. Nếu các ngươi hiểu được ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng thương xót chứ không phải sinh tế, thì các ngươi đã không lên án người vô tội, vì con người là Chúa của ngày Sa-bát. Đức Chúa Giê-su chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Đức Chúa Giê-su rời nơi đó, đi vào nhà hội. Tại đó, có người teo một bàn tay. Họ hỏi Ngài rằng, trong ngày Sa-bát có được phép chữa bệnh không? Họ hỏi thế để có thể tố cáo Ngài. Ngài phán với họ, ai trong các ngươi có một con chiên bị ngã xuống hố trong ngày Sa-bát mà lại không kéo nó lên sao? Huống chi là con người còn quý hơn chiên biết chừng nào. Vậy, trong ngày Sa-bát được phép làm điều lành. Rồi Ngài phán với người teo tay, hãy giơ tay ra. Người ấy giơ tay ra thì tay được lành như tay kia. Những người Pha-ri-si đi ra bàn mưu chống Ngài và tìm cách giết Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-su biết điều ấy nên lánh khỏi chỗ đó. Có nhiều người theo Ngài và Ngài chữa lành tất cả. Ngài truyền dặn họ đừng tiết lộ cho ai biết Ngài. Như vậy, để lời nhà tiên tri Ê-sai đã nói được ứng nghiệm: này là đầy tớ ta đã chọn, người mà ta yêu quý, đẹp lòng ta hoàn toàn. Ta sẽ ban thánh linh ta ngự trên người. Người sẽ rao truyền công lý cho dân ngoại. Người sẽ không cãi vã, chẳng gào la, không ai nghe tiếng người ngoài phố. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã dập, không tắt ngọn đèn gần tàn, cho đến chừng người đưa công lý đến chiến thắng và các dân ngoại đặt hy vọng nơi danh người. Đức Chúa Giê-su chữa người bị quỷ ám, tội phạm đến Đức Thánh Linh, cây và quả. Bấy giờ, người ta đem đến cho Đức Chúa Giê-su một người bị quỷ ám, mù và câm. Ngài chữa lành khiến người ấy nói và thấy được. Tất cả dân chúng đều kinh ngạc nói rằng, phải chăng người này là con vua David? Nhưng khi nghe vậy thì những người Pha-ri-si lại bảo, người này không thể nào đuổi được quỷ nếu không nhờ quỷ vương Bê-en-xê-bun. Đức Chúa Giê-su biết ý tưởng của họ nên phán, vương quốc nào tự chia rẽ sẽ bị sụp đổ. Một thành hay một nhà nào tự chia rẽ sẽ không đứng vững. Nếu Satan đuổi Satan, ấy là tự nó chia rẽ. Vương quốc nó làm sao đứng vững được? Nếu ta nhờ Bê-en-xê-bun mà đuổi quỷ, thế thì con cái các ngươi nhờ ai mà đuổi quỷ? Do đó, chính chúng nó sẽ là người xét xử các ngươi. Còn nếu ta nhờ thánh linh của Đức Chúa Trời mà đuổi quỷ, thì vương quốc Đức Chúa Trời đã đến với các ngươi rồi. Hay là, làm thế nào người ta có thể vào nhà một người có sức mạnh để cướp tài sản
nếu trước hết không trói người ấy lại. Phải trói người ấy lại rồi mới cướp nhà người được. Ai không ở với ta thì chống lại ta, ai không liên kết với ta thì tan tác. Vì vậy, ta nói với các ngươi, mọi tội lỗi và lời phạm thượng đều được tha cho loài người, nhưng phạm thượng đến thánh linh sẽ chẳng được tha đâu. Ai nói nghịch với con người thì sẽ được tha, nhưng ai nói nghịch với Đức Thánh Linh thì dù đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Nếu là cây lành thì quả cũng lành, nếu là cây độc thì quả cũng độc, vì xem quả thì biết cây. Hỡi dòng dõi rắn độc kia, các ngươi vốn là xấu, làm sao nói được điều tốt? Vì có đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra. Người tốt do tích lũy điều thiện nên sản sinh điều thiện, còn kẻ xấu do tích tụ điều ác nên sản sinh điều ác. Nhưng ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, người ta sẽ khai trình mọi lời vô ích mình đã nói. Vì bởi lời nói, ngươi sẽ được xưng công chính, cũng bởi lời nói, ngươi sẽ bị định tội. Dấu lạ của Jonah. Bấy giờ, có mấy thầy thông giáo và người Pha-ri-si nói với Ngài rằng, thưa Thầy, chúng tôi muốn xem Thầy làm một dấu lạ. Ngài đáp, thế hệ gian ác, dâm loạn này tìm kiếm một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng nhận được dấu lạ nào ngoài dấu lạ của nhà tiên tri Jonah. Vì như Jonah đã ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm, cũng vậy, con người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm. Trong ngày phán xét, người Ninive sẽ trỗi dậy cùng thế hệ này và kết án nó, vì dân ấy đã nghe lời rao giảng của Jonah và ăn năn. Nhưng tại đây có một người còn cao trọng hơn Jonah. Trong ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ trỗi dậy cùng thế hệ này mà lên án nó, vì bà từ đầu cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Nhưng tại đây có người còn cao trọng hơn Salomon. Khi uế linh ra khỏi một người, nó đi qua những nơi khô cằn tìm chỗ nghỉ, nhưng không tìm được. Rồi nó nói, ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta vừa ra khỏi. Khi về đến, thấy nhà trống, quét dọn sạch, sắp đặt ngăn nắp, nó liền đi và đem về 7 quỷ khác dữ hơn cùng vào ở đó. Như vậy, tình trạng sau của người ấy còn tệ hại hơn trước. Thế hệ gian ác này cũng sẽ như vậy. Mẹ và các em của Đức Chúa Giêsu. Khi Đức Chúa Giêsu còn đang nói với đoàn dân thì mẹ và các em Ngài đến, đứng ở ngoài tìm cách nói chuyện với Ngài. Có người thưa với Ngài rằng, kìa, mẹ và các anh em Thầy đang đứng ở ngoài, muốn nói chuyện với Thầy. Ngài đáp, ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Rồi Ngài chỉ tay về phía các môn đồ và nói, đây là mẹ ta và anh em ta. Vì hễ ai làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời, người ấy sẽ là anh em, chị em và là mẹ ta vậy. Sách Các Vua Nhì, chương 9. Jehu làm vua Israel. Nhà tiên tri Elise gọi một người trong số môn đồ của các nhà tiên tri và bảo, hãy thắt lưng và cầm theo lọ dầu này mà đi đến Ramoth Galaad. Khi con đã đến đó, hãy tìm Jehu là con của Josaphat, cháu Nimshi. Con đến mời người đứng dậy khỏi anh em mình và dẫn người vào trong một phòng kín đáo. Bấy giờ, con sẽ lấy lọ dầu đổ trên đầu người và nói, Đức Chúa va phán, ta sức dầu cho ngươi làm vua Israel. Rồi con hãy mở cửa và trốn đi ngay, đừng chậm trễ. Vậy, chàng thanh niên là nhà tiên tri trẻ đi đến Ramoth Galaad. Khi anh ấy đến nơi thì các quan tướng quân đội đang họp. Anh nói, thưa tướng quân, tôi có việc muốn nói với ông. Jehu hỏi, với ai trong chúng tôi? Anh trả lời, với ông, thưa tướng quân. Jehu đứng dậy và đi vào bên trong. Nhà tiên tri đổ dầu trên đầu ông và nói, Jehova Đức Chúa Trời của Israel phán, ta sức dầu cho ngươi làm vua Israel, là dân của Đức Jehova. Ngươi sẽ đánh giết nhà Ahab, chủ ngươi. Như vậy, ta sẽ báo trả Jezabel về máu của các đầy tớ ta là các nhà tiên tri, cùng máu của tất cả đầy tớ Đức Giê-hô-va. Cả nhà Ahab phải bị diệt sạch. Ta sẽ diệt trừ mọi người nam của nhà Ahab, bất kể là nô lệ hay tự do trong Israel. Ta sẽ làm cho nhà Ahab giống như nhà Jeroboam, con trai Nebat, và giống như nhà Ba-e-sa, con trai Ahijah. Chó sẽ ăn thịt Jezabel trong cánh đồng Gít-ri-ên,
không ai chôn cất. Nói xong, nhà tiên tri mở cửa ra và chạy trốn. Giê-hu trở ra với các quan tướng của chủ mình. Họ hỏi ông, mọi việc bình an chứ? Tại sao tên khùng ấy đến gặp ông? Ông đáp với họ, các ông biết người và cũng biết những điều người ấy nói rồi. Nhưng họ nói, đừng giả vờ, hãy kể lại cho chúng tôi nghe đi. Vậy ông nói, người ấy nói với tôi đại ý như thế này. Đức Giê-hô-va phán, ta sức dầu cho ngươi làm vua Israel. Ai nấy liền vội vàng lấy áo choàng mình trải xuống dưới chân ông, trên các bậc thang. Rồi họ thổi kèn và hô lên rằng, Giê-hu làm vua. Giê-hu giết vua Israel và vua Giu-đa. Như vậy, Giê-hu con Giô-sa-phát, cháu Nim-si, âm mưu chống lại Giô-ram. Lúc ấy, Giô-ram và toàn quân Israel đang bảo vệ Ramốt Gala-át chống lại Hazael, vua Aram. Nhưng vua Giô-ram đã trở về Gít-rê-ên để chữa trị những vết thương mà quân Aram đã gây ra trong lúc giao chiến với Hazael, vua Aram. Giê-hu nói, nếu các ông đồng ý, thì đừng để một ai thoát khỏi thành đi báo tin cho Gít-rê-ên. Vậy Giê-hu đi đến Gít-rê-ên vì Giô-ram đang nằm điều trị tại đó. Và A-cha-sia, vua Giu-đa, cũng đi xuống đó thăm Giô-ram. Người lính canh đang đứng trên tháp Gít-rê-ên thấy đoàn quân của Giê-hu đang tiến đến thì kêu lên, tôi có thấy đoàn quân tiến đến. Giô-ram liền bảo, hãy chọn một kỵ binh, sai đi đón và hỏi, bình an chăng? Vậy, một kỵ binh đi đón Giê-hu và nói, vua hỏi, bình an chăng? Giê-hu trả lời, bình an hay không thì có can hệ gì đến ngươi, hãy lui ra đằng sau ta. Người lính canh báo cáo, sứ giả đã đến gặp họ rồi, nhưng không trở về. Vua lại sai một kỵ binh thứ hai đến với họ và nói, vua hỏi, bình an chăng? Giê-hu trả lời, bình an hay không thì có can hệ gì đến ngươi, hãy lui ra đằng sau ta. Người lính canh lại báo cáo, sứ giả đã đến gặp họ rồi, nhưng không trở về. Cách đánh xe trông giống như cách của Giê-hu, còn Nim-si, vì ông ấy đánh xe một cách hung hăng. Giô-ram bảo, hãy thắng xe, người ta thắng xe cho vua. Rồi Giô-ram, vua Israel, và A-cha-sia, vua Giu-đa, mỗi người lên xe mình ra đón Giê-hu và gặp ông ấy trong cánh đồng của Na-bốt, người Gít-rê-ên. Khi Giô-ram vừa thấy Giê-hu thì hỏi, Giê-hu, bình an chứ? Nhưng Giê-hu trả lời, bình an sao được khi mà sự dâm đảng và tà thuật của Giê-sa-bên mẹ vua vẫn còn nhan nhản. Giô-ram liền quay xe chạy trốn và nói với A-cha-sia, A-cha-sia có mưu phản. Giê-hu dương cung đang cầm sẵn trong tay, bắn Giô-ram trúng giữa hai vai. Mũi tên xuyên qua tim, khiến vua gục ngã trong xe. Giê-hu nói với Bích-ca, quan hầu cận của mình, hãy đem xác hắn ném vào cánh đồng của Na-bốt, người Gít-rê-ên. Vì hãy nhớ lại khi ta và ngươi cùng cưỡi ngựa song song với nhau theo sau A-háp, cha hắn, thì Đức Giê-hô-va có lời phán chống lại hắn như thế này. Đức Giê-hô-va phán, thật, vì hôm qua ta đã thấy máu của Na-bốt và máu của các con trai người đổ ra, nên ta sẽ bắt ngươi phải trả nợ máu tại chính trên cánh đồng này. Đức Giê-hô-va phán quyết như thế. Vậy bây giờ, hãy đem xác hắn ném vào cánh đồng ấy, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán. A-cha-sia, vua Giu-đa bị giết. Khi A-cha-sia, vua Giu-đa thấy việc ấy thì chạy trốn về hướng Bết-ha-gan. Nhưng Giê-hu đuổi theo và ra lệnh, cũng hãy đánh giết hắn trong lúc đang ngồi trên xe, ở dốc Gu-rơ, gần Gíp-lê-am. A-cha-sia bị thương và chạy trốn đến Megiddo, rồi chết tại đó. Các đầy tớ của vua đặt xác vua trên một cỗ xe trở về Jerusalem và an táng trong mộ cùng với các tổ phụ vua tại thành David. A-cha-sia lên ngay vua Giu-đa vào năm thứ 11 đời trị vì của Giô-ram, con vua A-háp. Giê-sa-bên bị chó ăn thịt. Sau đó, Giê-hu đến Gít-rê-ên. Khi Giê-sa-bên hay tin thì vẽ mắt, trang điểm mái tóc rồi từ cửa sổ nhìn xuống. Lúc Giê-hu vào cổng thành thì bà hỏi, hỡi Simri, kẻ giết chủ mình, bình an chứ? Giê-hu ngẩng mặt lên về hướng cửa sổ và hỏi, trên kia có ai theo ta không? Có ai không?
có hai hoặc ba hoàng quan nhìn xuống ông. Ông bảo, hãy ném nó xuống. Họ ném bà xuống đất, máu bắn tung tóe lên tường và lên các con ngựa dẫm lên xác bà. Giê-hu đi vào, ăn uống xong, ông nói, bây giờ hãy đi xem người đàn bà đáng bị nguyền rủa ấy và lo chôn cất nó, dù sao nó cũng là con gái của vua. Nhưng khi họ đi lo chôn cất bà ấy thì chẳng còn thấy gì ngoài cái sọ, hai chân và hai bàn tay. Họ trở về báo cáo cho Giê-hu. Ông nói, ấy là lời của Đức Giê-hô-va đã dùng đầy tớ ngài là Ê-li, người Thi-sê-bê mà phán rằng, chó sẽ ăn thịt Giê-sa-bên trong cánh đồng Gít-ri-ên. Xác của Giê-sa-bên sẽ như phân trên mặt đất trong cánh đồng Gít-ri-ên, đến nỗi người ta không thể nói, đây là Giê-sa-bên. Sách các vua nhì, chương 10. Cuộc tàn sát các con trai của vua A-háp. Lúc bấy giờ, có 70 con trai của A-háp sống tại Samari. Giê-hu viết thư gửi đến Samari cho các thủ lĩnh là các trưởng lão của Gít-ri-ên và các giám hộ do A-háp bổ nhiệm. Trong thư ông viết, vì các con trai của chủ các ông đang ở với các ông và vì các ông có nhiều cỗ xe, ngựa chiến, thành trì kiên cố và đầy đủ khí giới, nên khi thư này đến tay các ông, hãy chọn trong các con trai chủ mình một người tài đức nhất để lập người ấy lên ngai kế vị vua cha. Rồi các ông hãy chiến đấu vì nhà của chủ mình. Họ vô cùng khiếp sợ và nói, kìa, hai vua còn không chống nổi ông ấy thì làm sao chúng ta có thể chống lại được. Các quan chức quản lý thành và cung điện cùng các trưởng lão và các giám hộ của những con trai A-háp sai người đến nói với Giê-hu, chúng tôi là đầy tớ của ông, sẵn sàng làm mọi điều ông bảo. Chúng tôi không muốn tôn ai lên làm vua cả, xin ông cứ làm điều gì ông cho là phải. Giê-hu viết cho họ một lá thư thứ hai. Trong thư ông viết, nếu các ông đứng về phía tôi và sẵn sàng tuân lệnh tôi thì hãy chém đầu các con trai của chủ mình rồi đem đến cho tôi tại Gít-ri-ên vào giờ này ngày mai. Lúc ấy, 70 người con của vua đang ở với các quan lớn trong thành là những người có nhiệm vụ dưỡng dục chúng. Vừa nhận được thư, họ liền bắt và giết 70 con trai của A-háp, rồi để thủ cấp của chúng trong những cái giỏ và gửi đến cho Giê-hu ở Gít-ri-ên. Có sứ giả đến báo tin cho Giê-hu rằng họ đã đem thủ cấp của các con A-háp đến rồi. Ông bảo, hãy chất thành hai đống nơi lối vào cổng thành cho đến sáng. Sáng sớm, Giê-hu đi ra, đứng nói với toàn dân, anh em đều là vô can. Kìa, chính tôi đã mưu phản và giết chủ tôi. Nhưng ai đã giết tất cả những người này chứ? Bây giờ, anh em hãy biết rằng trong các lời của Đức Giê-hô-va đã phán về nhà A-háp sẽ không có lời nào rơi xuống đất. Đức Giê-hô-va thực hiện những gì ngài đã dùng Ê-li, đầy tớ ngài, phán ra. Vậy, Giê-hu giết tất cả những người còn lại trong nhà A-háp ở Gít-ri-ên, tất cả các quan lớn, các bạn hữu và thầy tư tế của nhà vua, không để một ai sống sót. Sau đó, Giê-hu lên đường đến Samari. Trên đường đi, khi đến Bet-e-két-ha-urim, ông gặp các anh em của A-cha-sia, vua Giu-đa, thì hỏi, các ông là ai? Họ đáp, chúng tôi là anh em của A-cha-sia. Chúng tôi xuống thăm các hoàng tử và hoàng thúc. Giê-hu ra lệnh, hãy bắt sống chúng. Người ta bắt sống và giết những người ấy tại một cái hố ở Bet-e-két. Tất cả là 42 người, không để sót một ai. Khi rời chỗ đó, Giê-hu gặp Jonadab, con của Rê-cáp, đang đến đón ông. Giê-hu chào Jonadab và hỏi, ông có một lòng một dạ với tôi như tôi đã thật lòng với ông không? Jonadab trả lời, có. Giê-hu nói, nếu thế thì hãy đưa tay ông ra. Jonadab đưa tay ra và Giê-hu đỡ ông ấy lên xe với mình. Giê-hu nói, hãy đi với tôi và chứng kiến lòng nhiệt thành của tôi đối với Đức Giê-hô-va. Vậy họ đi với nhau trên chiến xa của Giê-hu. Khi đến Samari, Giê-hu giết tất cả những người còn sót lại của nhà A-háp tại Samari cho đến khi đã diệt sạch nhà ấy, đúng như lời của Đức Giê-hô-va đã phán với Ê-li, tận diệt những kẻ thờ thần Ba-anh. Giê-hu tập hợp lại toàn dân và nói với họ, A-háp phụng sự Ba-anh còn ít, Giê-hu sẽ phụng sự nhiều hơn. Vậy bây giờ
hãy triệu tập cho ta tất cả tiên tri của ba anh, tất cả những kẻ phụng thờ và tất cả thầy tư tế của ba anh. Không một ai được vắng mặt, vì ta sẽ dâng một tế lễ lớn cho ba anh. Tất cả những ai vắng mặt sẽ không được sống. Thật ra, Jehu chỉ lập mưu để diệt những kẻ phụng thờ ba anh. Jehu ra lệnh, hãy tổ chức một lễ trọng thể để cúng thờ ba anh. Vậy, người ta công bố lễ ấy ra. Jehu sai sứ giả đi khắp Israel. Vì vậy, tất cả những kẻ phụng thờ ba anh đều đến, chẳng thiếu một ai. Họ vào đền thờ ba anh và đền đầy ắp người từ đầu này đến đầu kia. Jehu bảo người giữ áo lễ, hãy phát áo lễ cho tất cả những kẻ đến phụng thờ ba anh. Người ấy phát áo lễ cho họ. Sau đó, Jehu nói với Jonadab, con trai Rekab, vào trong đền thờ ba anh. Ông nói với những kẻ phụng thờ ba anh rằng, hãy lục soát cho kỹ, xem có người nào phụng sự Đức Giê-hô-va ở đây với các ngươi không. Chỉ nên có những kẻ phụng thờ ba anh mà thôi. Rồi họ dâng các sinh tế và tế lễ thiêu. Nhưng Jehu đã đặt 80 người mai phục bên ngoài và cảnh cáo, nếu có ai trong những người mà ta trao vào tay các ngươi trốn thoát, thì phải lấy mạng thế mạng. Khi vừa dâng tế lễ thiêu xong, Jehu ra lệnh cho quân hộ vệ và các quân tướng, hãy vào giết chúng, đừng để một ai trốn thoát. Vậy, quân hộ vệ và các quan tướng dùng gươm giết chúng, ném xác ra ngoài. Rồi họ đi vào thành nội của đền thờ ba anh, lôi những trụ thờ của đền thờ ba anh ra và đốt đi. Họ đập vỡ trụ thờ ba anh và phá hủy đền thờ ba anh, biến thành một nhà xí cho đến ngày nay. Như vậy, Jehu tiêu diệt thần ba anh khỏi Israel. Tuy nhiên, ông chẳng từ bỏ tội của Jeroboam, con trai Nebat, là tội đã gây cho Israel phạm tội. Jehu đã không tiêu diệt sự thờ phượng các bò con bằng vàng tại Bethel và Dan. Đức Giê-hô-va phán với Jehu, vì ngươi đã làm điều tốt công chính trước mặt ta, đúng như những gì ta muốn ngươi làm đối với nhà Ahab, nên con cháu ngươi sẽ ngồi trên ngai Israel cho đến đời thứ tư. Nhưng Jehu không hết lòng cẩn thận tuân theo luật pháp của Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Ông chẳng từ bỏ tội của Jeroboam là tội đã gây cho Israel phạm tội. Trong lúc ấy, Đức Jehovah bắt đầu thu hẹp bờ cõi Israel. Hazael đánh bại họ trên khắp lãnh thổ Israel, chiếm vùng đất phía đông sông Jordan, tức là toàn miền Galaad, đất của các bộ tộc Gad, Ruben và Manasseh, từ thành Aroer trên bờ sông Arnon cho đến cả miền Galaad và Bashan. Jehu băng hà. Chẳng phải các việc khác của Jehu, mọi việc vua đã làm và các thế lực của vua đều được chép trong sách lịch sử các vua Israel sao? Jehu an giấc cùng các tổ phụ mình và được an táng tại Samari. Joacha, con trai vua, lên ngai kế vị. Thời gian Jehu cai trị trên Israel tại Samari là 28 năm.